Chương trình truyền hình Bản tin Hoa Thịnh Đốn, Thanh Trúc kính chào quý vị. Thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật 25 đây tháng 10 2015 tới đây tại Jewish Community Center, tức là trung tâm sinh hoạt của Jewish ở thành phố Annandale, thì sẽ có một cái buổi ra mắt sách, và đây là cuốn sách bằng Anh ngữ The Lotus and the Storm mà tác giả là một người Việt Nam. Cô đã viết bằng Anh ngữ, tác giả là cô Cao Phương Lan. Thưa quý vị, cô Cao Phương Lan được mọi người biết đến như là ái nữ của Đại tướng Cao Văn Viên. Thưa quý vị, và cô đã tốt nghiệp Đại học Luật, trường Đại học Yale, và hiện cô là giáo sư. Để mà viết nên cái cuốn sách The Lotus and the Storm, có lẽ là cô Phương Lan cũng đã phải trải qua rất là nhiều cái suy nghĩ cũng như tham khảo và nghiên cứu. Do đó, hôm nay Thanh Trúc mời cô đến để nhân tiện được giới thiệu tác giả đến với quý vị, và cũng như để cho mọi người biết về cái ngày ra mắt sách. Thanh Trúc xin kính chào nhà văn Phương Lan. Kính chào chị Trinh Thanh Trúc. Dạ, thưa chị, nói cho mọi người biết là khi mà chị qua bên này để mà ra mắt cái cuốn sách The Lotus and the Storm đó, chị ước ao có thể nói được điều gì, có thể trình bày được cái điều gì? Em ước ao nhất đó là có được cái sự hỗ trợ và bảo trợ của cộng đồng Việt Nam. Là thật ra là cái lý do mà em viết cuốn sách này là viết từ trong trái tim ra. Là tại vì em không có cần phải nghiên cứu mà đi vô thư viện nghiên cứu, chúng ta vì cái này là từ trong thân thể, trong máu, đầu, trong máu, trong tim, trong ruột thịt nó ra. Là tại vì Việt, tuy là mình ở bên Việt Nam thiệt ra cũng 40 năm rồi, nhưng mà những cái chuyện gì mà xảy ra mà từ bên Việt Nam, những cái gì mà em còn nhớ ở Việt Nam, những cái gì mà em còn nhớ ở chiến tranh Việt Nam là em muốn đem ra hết để cho những người cộng đồng Mỹ họ hiểu là tại sao mình đã bỏ tất cả để qua bên đây. Mà em viết là để cho họ hiểu cái cộng đồng Việt Nam, chứ không phải là hiểu một mình em thôi. Tại vì em cũng là một người trong cái cộng đồng này. Thì khi mà mình ra khỏi cái cộng đồng Việt Nam, mình vô dòng chính của Mỹ đó, thì mình mới thấy là người Mỹ họ không hiểu tới mức nào. Tại vì nếu mà chị chỉ ở trong cộng đồng Việt Nam thôi á, thì chị nghĩ là ai cũng nghĩ giống mình. Nhưng mà thiệt ra mà chị ra ngoài ra, chị thấy mình không có ngờ những cái gì mà người ta nghĩ rất khác. Thì em muốn cho họ hiểu cái đó. Thì ra cái mà em hy vọng đó là sẽ được cộng đồng support, hỗ trợ mình, là tại vì em biết cuốn này là để cho cộng đồng, để cho người Mỹ hiểu mình. Dạ vâng, đó là cái ước vọng của tác giả Cao Phương Lan, mà chị lấy tên là Lan Cao ở trong cái những tác phẩm bằng Anh ngữ của chị. Thưa quý vị, mong rằng là cái buổi ra mắt sách sẽ có sự tham dự của quý vị để hiểu được một lần nữa, mình tìm lại mình qua cái nét bút, qua cái suy nghĩ của một người có thể nói là tương đối là còn trẻ nữa, để mà viết nên những cái gì về chiến tranh Việt Nam và cuộc sống ở Việt Nam trong chiến tranh và sau chiến tranh. Thanh Trúc xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin kết thúc bản tin đặc biệt ở đây. Xin hẹn lại quý vị trong kỳ tới. Xin cảm ơn nhà văn Lan Cao. Cảm ơn chị. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. ANZ Auto Care, nhóm thợ người Việt có bằng ASE Certified, có trên 20 năm kinh nghiệm tận tâm phục vụ, nơi trang bị máy móc hiện đại, định giá miễn phí và hiện đang bớt 20% tiền labor. Tùy trường hợp, ANZ Auto Care nhận Certified các xe Compass Inspection, mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, Chủ nhật xin lấy hẹn. ANZ Auto Care tọa lạc tại 8440 Lee Highway, Fairfax, Virginia 22031. Cách Aden Center 14 phút lái xe, điện thoại số 703-573-3000 hay 571-228-0381. Bảo đảm quý khách sẽ hài lòng khi đến với ANZ Auto Care. Nhà hàng Trung Hoa New Fortune tại Maryland đã phục vụ hàng ngàn dạ tiệc trong thời gian qua. Nhà hàng Trung Hoa chuyên về các món ăn Quảng Đông với kinh nghiệm nhất cho tiệc cưới, tiệc liên hoan, họp mặt hội đoàn. Có điểm sắm mỗi ngày và giá đặc biệt cho các tiệc vào ngày thứ Sáu và Chủ nhật. Nhận đặt tiệc cưới cho năm 2015 và 2016. Mở cửa mỗi ngày,
Chủ nhật đến thứ Năm 11 giờ sáng tới 1 giờ sáng, thứ Sáu và thứ Bảy 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Điện thoại số 301-926-8828 hoặc 301-548-8886. Ông bà Tony Trần kính mời.